Tháng 7 đến tháng 11 dương lịch là mùa cá trích ở vùng biển Long Hải, Huyện Long Điền. Do đánh bắt gần bờ và bán ngay nên cá tươi ngon, thương lái tranh nhau thu mua. Cá trích xuất hiện ở vùng bờ biển Long Hải, huyện Long Điền từ đầu tháng 7 dương lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão thất thường nên mùa cá trích 2023 đến muộn gần cuối tháng 7, đầu tháng 8. Ra khơi từ 2 đến 3 giờ sáng, sau khoảng 4-5 tiếng, ông Hồ Thanh Sơn ở khu phố Hải Phong thu hoạch được gần 4 tạ cá. Tháng này đổ lên là nó chích nè, chích nhỏ, mười mấy ngàn ký, hôm nay bán vài triệu rồi. Cá trích theo đàn vào gần bờ kiếm ăn từ tờ mờ sáng, nên nếu ra khơi thời điểm này và gặp đúng luồng, ngư dân sẽ trúng đậm. Hơn một tuần nay, ngày nào ông Trần Đức Bình ở khu phố Hải Sơn cũng thu được hơn một tạ cá trích. Cá vào bờ là có thương lái chờ sẵn để mua. Chắc chừng tạ mấy cá hả chị? Trừ chi phí ra vẫn còn dư được chắc 300-400 ngàn. Cô có nhà cũng có tiền, cá nhiều là tiền nhiều. Dạ, thương lái nó chờ sẵn luôn á, mình vũi bao nhiêu là nó được bằng, nó mua nhiều à. Đi cái nghề này chi phí là vô phải một tạ cá mình mới có lại chút ít, còn khoảng 50-70 ký là vừa đủ. Mình đi cử khoảng 3 giờ thả lưới, 5 giờ kéo là mình vô tới đây 7 giờ giữ đến 8 giờ. Theo ngư dân Long Hải, khoảng tháng 10 dương lịch, cá trích lớn hơn nên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu. Giá cá trích vì thế cũng cao hơn. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển, khuyến cáo ngư dân và các cơ sở chế biến hải sản tránh tận diệt cá nhỏ thời điểm cá còn ở ven bờ.